xin chào các bạn. ở trong video này thì mình sẽ dẫn các bạn học trọng điểm ngữ pháp tiếng trung HSK1 bạn nhé. chúng ta sẽ lấy cái này làm nền tảng để học những cái sau, à, những cái khó hơn, quan trọng hơn. ví dụ HSK2, 3, 4, 5, 6 gì đấy. À, chúng ta sẽ bắt đầu học nào. thứ nhất chúng ta sẽ học về đại từ tiếng trung. đại từ nhân xưng. 我我 chỉ ngôi thứ nhất có thể dịch là tôi tớ mình ta hoặc là thân thiết thì dịch là tao vân vân ví dụ, 我, tôi, 是, là, 学生, học sinh, 我是学生,我是学生,你,你 cậu, bạn, anh, chị hoặc là mày. Ví dụ, Nǐ, bạn, sư là wǒ, tớ, tợ là ngữ pháp, thẳng nhỏ là bạn bè. Chúng ta sẽ có cái uh, ngữ pháp thì mình sẽ phải dịch từ thẳng nhỏ trước. Bạn bè của tớ. Nǐ shì wǒ de 你是我的朋友. Từ tha Từ tha này là chỉ ngôi thứ ba số ít dùng cho phái nam. Cậu ấy, anh ấy, hắn, ông ấy, vân vân. Đây là tha nam bạn nhé. Ví dụ Tha Ông, ông ấy SHì là Wà tờ Của tớ Ba bà Bố của tớ ba thì mình phải dịch ba bà trước bố của tớ hoặc là bố của tôi tha shì, wǒ từ tiếp theo cũng đọc là tha tha cũng là chỉ ngôi thứ ba số ít nhưng mà dùng cho phái nữ bạn có thể dịch là cô ấy chị ấy bà ấy nói chung là chỉ là nữ giới Ví dụ Tha cô ấy Shì si là Ua ta Của tôi Chị ạ chị gái Ua ta chị ạ Có nghĩa là chị gái của tôi bạn nhé Mình phải dịch chị ạ trước Tha shì Ua ta chị ạ chị Tha shì Ua ta chị ạ chị Tiếp theo là Ủa mân Vừa rồi chúng ta học từ Ủa là tôi là ta Là chủ ngữ số ít à, Chủ ngữ uh, ngô thứ nhất số ít nhé Còn từ Ủa mân Là ngô thứ nhất số nhiều Tức là chúng tôi, chúng ta, chúng tớ, chúng mình Nó chính là bao gồm từ tôi, ta, tớ và mình đấy Thì thêm chữ chúng nữa là hai người trở lên bạn nhé Ví dụ Ủa mân Chúng tôi shì, Là Thống xuế Thống xuế là bạn cùng lớp. Chúng ta là thống xuế? lớp. Chúng ta thống bạn cùng lớp. là các bạn các cậu, các anh, các chị, hoặc là Chúng mày. À, là ngôi thứ số nhiều á. là thứ hai số nhiều của từ nỉ nhá. Ví dụ. Nỉ <laughs> là các bạn 是 là Trung của Người Trung Quốc Trung Quốc là Trung Quốc Rắn là người bạn nhé Nì shì Trung của Trung của Từ tha Ở đây là tha nam bạn nhé Chỉ ngôi thứ ba số nhiều à, cái Từ này là thường chỉ nam giới cũng dùng chung cho cả nam và nữ tức là trong nhóm hai người trở lên mà các bạn thấy có một người nam ở trong đó thì chúng ta sẽ phải dùng từ tha này tham mẩn là bọn họ mà nhé có thể dịch là họ bọn họ hoặc là các anh ấy gì đấy ví dụ tham mẩn, bọn họ shì", là người việt nam người việt nam là việt nam mà nhé Tiếp theo từ tha mần đọc y hệt như từ vừa nãy nhưng mà không phải là than nam mà là than nữ đây cũng là từ chỉ ngôi thứ ba số nhiều dùng cho phái nữ có thể dịch là họ bọn họ các chị ấy các cô ấy bạn nhớ là dùng từ này thì bên trong đó sẽ không có một nam nhân nào bạn nhé không có một người con trai nào cả. nếu có một người thôi, mười người, chín người, người nữ, một người nam thì cũng phải dùng từ tham ở trước đó là từ than nam nhé. còn tất cả là con gái thì mới dùng từ này. ví dụ, tham các cô ấy, chả, đang, Léo the, là nói chuyện, Léo the, ở chỗ này là thanh một bạn nhé, không phải léo the, Léo the, tham ăn, Léo mê, chài, léo tiếp theo chúng ta sẽ học về đại từ chỉ định ví dụ từ này đọc là chữa, chữa. ngoài ra từ này về văn nói thì có thể đọc là chơi nhưng ở đây thì mình xin phép dạy là chữa mà nhé dịch là đây này hoặc là cái này ví dụ Chữa đây sư là quảng là vương nhé lão sư là thầy quảng lão sư thầy vương chưa sư quảng lão sư chưa sư quảng lão sư từ nào, nào có nghĩa là kia cái kia cái ấy hoặc là đó Ví dụ 那, Cái kia này Bẩn là quyển Su là sách Nà bẩn su là quyển sách kia Sì là Của tợ tôi bẩn của Tiếp theo chúng ta sử dụng từ chua hoặc là từ nở, cộng với từ sư si", cộng với danh từ. Ví dụ đây là kia là thì giống như vừa nãy chúng ta học từ chua sư hoàng lào sư nhé. ví dụ ở đây sư là của tợ của tôi su là cuốn sách của tợ su thì mình phải dịch su trước sách của tôi chưa sư của tợ su hay là nọ kia sư là tha tả của anh ấy Bị là cái bút nhá tha tở bị, cái bút của anh ấy na sư tha tở bị. na sư tha bị. trường hợp tiếp theo là từ chưa hoặc là từ nọ cộng với cả lượng từ cộng với cả danh từ có đề dịch là cái gì đó này đối với từ trưa hoặc là cái gì đó kia đối với từ nọ. Ví dụ, trưa bẩn su, lượng từ là từ bẩn, su là danh từ nhé. Vậy trưa bẩn su có nghĩa là quyển sách này. Hay là nạ, khưa su, từ su là cái cây, cái cây nhá. còn từ khưa, từ khưa là lượng từ cho từ sụ nở khưa sủ có nghĩa là cái cây kia vậy thôi tức là tiếng trung danh từ á, mỗi một danh từ của nó nó sẽ có những cái lượng từ tương ứng đi kèm bạn nhé cũng có cái nó có một nhiều cái nhưng mà bạn cứ tưởng tượng là có mỗi cái nó sẽ có một ít nhất là một cái để mình phải học thuộc trong trường hợp này mình sẽ học thuộc lòng bạn nhé tiếp theo đây không hoàn toàn là từ trước đây có cái phần này Chúng ta phải cuốn lưỡi lên nhé, tức là mình há rộng miệng và cái lưỡi của mình đọc như chữ r. Giờ bạn há ra và bạn đọc như chữ r nào. R r r. Bây giờ bạn đọc từ trở, xong bạn há lưỡi như vậy nhé, há mồm như vậy. Trở. 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 Có nghĩa là ở đây, chỗ này hoặc là bên này. Ngoài ra thì có thể kết hợp với đại từ nhân xưng hoặc là danh từ chỉ người để chỉ chỗ của ai đó. À, ví dụ như thế này. 我 là tôi nhé. là chỗ. Wǒ có nghĩa là chỗ của tôi. Yǒu là có. Hěn tua là rất nhiều. Yǒu hěn duō thì mình có thể đọc lại yǒu hěn tua. có rất nhiều. 玩具 là đồ chơi. Wǒ zhè yǒu hěn Từ nở vẫn cuốn lưỡi nhé. NAR có nghĩa là chỗ kia, chỗ ấy hoặc là nơi ấy. Nó giống như cái từ của vừa rồi nhé. Cũng có thể kết hợp với cả đại từ nhân xưng hoặc là danh từ chỉ người để chỉ chỗ ở của ai đó. Ví dụ, Lý là tên họ Lý nhé. Lão sư là giáo viên á, thì thường Lý Lão sư thì là cô Lý nhé. Cô giáo. Lý Lão sư ở À, chỗ của họ Cô Lý Dẫu có Nì tờ Của bạn Bì chi bẩn Bì chi bẩn là cuốn vở nhé Cuốn vở ghi chép của bạn Nì tờ bì chi bẩn Cuốn vở ghi chép của bạn Lý lão sư Nà Dẫu tờ Bì chi bẩn Tiếp theo chúng ta sẽ học đại từ nhân xưng Từ này chúng ta sẽ đọc là từ sấy sấy ngoài ra từ này còn có một cách đọc nữa đọc là xuấy. Xuấy. nhưng mà ở đây thì mình sẽ xin phép đọc là từ sấy nhé dịch là ai ví dụ na cửa đó kia nán rấn nán rấn là nam nhân là người con trai nhé na cửa nán rấn người con trai kia sư sấy là ai na cửa nán rấn sư sấy từ nọ là dịch là nào, cái nào là cái gì. Ví dụ, nỉ bạn yào muốn mãi mua ná trộn ná trộn thì dịch là ná trộn có nghĩa là loại nào khu dở khu là cái quần nhá ná trộn khu dở tức là bạn muốn mua loại quần gì quần nào nì yào mãi ná trộn khu dở Tiếp theo là chúng ta dùng từ nó cộng lượng từ cộng với danh từ thì dịch là cái gì đó nào. Giống như từ trưa và từ na vừa nãy. Ví dụ, từ này là từ chuyến trở. Chuyến trở là cái váy. Théo là lượng từ cho từ chuyến trở. Nà théo chuyến trở là cái váy nào? 是你的, là của cậu đấy. Nà théo chuyến trợ sì tiếp theo là từ nào có nghĩa là chỗ nào đâu hoặc là ở đâu nào ví dụ nỉ bạn chạy ở nào chỗ nào ở đâu nỉ chạy nào nỉ chạy nào chúng ta nhớ cứ có cái này hoặc là chữ r ở phía âm thì mình phải cuốn lưỡi lên nhé phải cuốn lưỡi lên á cuốn lưỡi lên cũng được chúng ta có hai cách gọi tiếp theo là từ mấy đọc là chỉ chỉ ví dụ nǐ bạn chỉ mấy xuê tuổi là rồi nǐ chỉ thì mình sẽ đọc là nǐ chỉ suy là nǐ chỉ xuê là tiếp theo là từ chỉ cộng với lượng từ cộng với danh từ. Dịch là mấy hoặc là bao nhiêu, số lượng là từ 10 trở xuống bạn nhé. Ví dụ, ở đây chúng ta có từ su là sách, bần su lượng từ cộng danh từ sách là quyển sách, chỉ là mấy. Vậy đây sẽ là chỉ bần su mấy quyển sách. Nì bạn dẫu có đọc là Ní yếu bạn có. Ní yếu chí bẩn su. Bạn có mấy quyển sách? Ní yếu chí bẩn su. Sẩn mơ. Cái gì? Sẩn mơ. Ví dụ, Ní bạn suô nói sẩn mơ. Cái gì? Ní suô sẩn mơ. Nì sua什么? Bạn nói cái gì? Tua sở. Tua sở. SH bạn phải tròn miệng nhé. Sở. Bao nhiêu? Nì bạn có. Tua Bao nhiêu? Chén tiền. Nì dẫu chén. Nì chén. Mở. Chẩn mơ, chẩn mơ, thế nào, sao, làm sao? Tha, anh ấy, chẩn mơ, thế nào, làm sao? Chưa mở, như thế, cao, cao, chiều cao ấy bạn. Chưa mở cao, có nghĩa là cao thế. Tha, chấm mơ, chưa mở cao, có thể hiểu là làm sao mà anh ta lại cao như thế nhỉ? Tha, chẩm mơ, trưa mơ, cao. Chẩm mơ, cộng với động từ thì cách này á là dùng để hỏi cái cách thức thực hiện của động tác. Ví dụ, ở đây chúng ta sẽ có từ xỉa là viết. Trần mơ xỉa là viết như thế nào? Chưa có là cái này. Tử là chữ. Chưa có tử, cái chữ này chấm viết thế nào thế chưa có chữ mơ, chẳng mơ dịch là thế nào hoặc là ra làm sao nó thường đứng ở cuối câu hoặc là làm định ngữ dùng để hỏi tính chất tình hình hoặc là hỏi ý kiến của ai đó về cái gì đó bạn nhé ví dụ như bạn nhìn thấy này phải chấm mơ yàng, như thế nào chín thiên hôm nay hòa tối chín tối hôm nay ba tám giờ chèn gặp ba TIỀN tám giờ gặp mặt chấm với thế nào đây là câu hỏi ý kiến nhé chín điên hoàn sọ ba điên chấm với tiếp theo chúng ta sẽ học về chữ số trong tiếng trung sử dụng trong hk 1 biểu thị về thời gian Thứ tự sắp xếp thời gian trong tiếng Trung là từ giờ tới phút và giây, từ năm tới tháng rồi mới đến ngày, tức là số to, đơn vị to đặt trước và đơn vị nhỏ để đến sau. À, ví dụ, chúng ta sẽ có tiền là giờ, phân này là phút, thì giờ to hơn phút nhưng mà giờ đặt trước bạn nhé. Ví dụ, ở đây là chiều là số 9, tiền là giờ, đọc là chiếu tiền, 9 giờ, chiếu tiền, 20 là 2 cộng 10 đọc là 20 phân. 9 điểm 20 phân. Ví dụ, uh, từ nén này là 5, yue là tháng, rư là ngày. Chúng ta sẽ đọc đơn vị năm trước, xong kéo về tháng rồi đến ngày. Tức là ngày càng nhỏ dần mà nhé, đơn vị to nhất đặt ở phía trước. Đối với số 5 chúng ta sẽ đọc từng đơn vị 1, 2 đọc là 2, không thì đọc là lính nhá. Ơ lính, Ơ lính, nén, sứ Ơ, Đối với tháng thì mình lại đọc liền như bình thường thôi. 12 là sứ Ơ, Số 7 là chi, rư. Chi, rư. Ơ lính, Ơ lính, nén, sứ Tiếp theo, thứ tư, sinh chi, sinh chi là thứ xin lỗi các bạn đây là thứ năm nhá sinh chi sử là thứ năm không phải là thứ tư nha tại vì chúng ta sẽ bắt đầu là sinh chi y sinh chi i là thứ hai vậy sinh chi r là thứ ba sinh chi san là thứ tư sinh chi sử như thế này thì phải là thứ năm nhá thì cái sinh chi này bạn phải chú ý nhá sau các bạn mình chưa kịp chỉnh sửa cái này sinh chi sử thứ tư à thứ năm tiếp theo về biểu thị tuổi tác ví dụ

Sử là 10 Khoai là đồng Hoặc là 10 tệ mà nhé Sử khoai Sử khoai Hoặc là Sử khoai chén Ví dụ Máu là hào Thì uh, Một hào một, Tức là 10 hào Thì mới bằng một đồng mà nhé Sau đó chúng ta còn su nữa cơ Thì cái đơn vị đồng là đơn vị to nhất Xong đến đơn vị hào thì một đồng nó sẽ bằng 10 hào hào trong tiếng trung thì sẽ đọc là máu máu chúng ta sẽ có cách uh, đọc và cách viết thì đây là cách cách nói nhá cách nói và cách viết thì đây là cách nói thì chúng ta cứ học thuộc chứ nhá ủ là năm máu là hào ủ máu năm hào ủ máu hoặc có thể nói là ủ máu chén bạn lưu ý này người trung quốc ấy, khi mà nói về số tiền thì họ sẽ lấy 4 số 0 làm cột mốc. Ví dụ như Việt Nam mình từ này sẽ đọc là 100.000. 100.000 tức là mình lấy 3 số 0. Còn người Trung Quốc thì họ sẽ lấy 4 số 0. Tức là họ sẽ lấy như này, 10 cả 4 số 0 này. Thì 10 là 10 và 4 số 0 người ta sẽ đọc là 1. 1 có nghĩa là vạn. Vạn là 4 số 0 là 10.000 nhé. Thì đây sẽ đọc là 10. .000. Cái này bạn phải chú ý nhé. Tiếp theo, về biểu trị chữ số. Biểu thị chữ số thì khi mà đọc các dãy số dài như là số nhà này, số điện thoại, số chứng minh thư, vân vân á thì ta đọc từng số từ trái qua phải như là số đếm thôi. Giống như mình vừa đọc số 5 á thì duy nhất cái chữ y số y là số 1 thì chúng ta sẽ đọc là giao. Không đọc là y mà đọc là giao. À, ví dụ của tợ, của tôi. tiền hỏa là điện thoại nhé. Thì mình có thể hiểu là số điện thoại cũng được. Wǒ tờ diàn điện thoại của tôi, shì là, lúc này mình sẽ có là 56290001. Thì mình cứ đọc lẻ như vậy. Ủ, năm, điểu, sáu, ờ, hai, chiều, chín, lính, không, lính, không, không. Chỗ này không đọc lại y nhé sẽ đọc lại nhau. U, liều, ar, chiều, lính, 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 nhau. Thứ ba là về lượng từ. Trong tiếng Trung thì có rất nhiều lượng từ được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Tuy nhiên thì ở trong cái phần này mình hướng dẫn các bạn HSK1 HH, thì nó chỉ bao gồm một số cái cấu trúc với lượng từ như sau. À, thứ nhất là dùng sau so số từ số từ cộng lượng từ cộng với danh từ ví dụ y là một quản là cái bát mèn theo là mì mì sợi á vậy sẽ là y oán mèn theo một bát mì y như của việt nam chúng ta sẽ không được nói là y mèn theo là một mì không được phải có chữ bát nhé hoặc là một cái lượng từ khác ví dụ san ba bẩn quyển su, sách, sam, bản su, ba cuốn sách, ba quyển sách. dùng sau từ chưa, từ nào và từ chỉ, mình vừa mới học xong. ví dụ, chưa hoặc nào hoặc chỉ cộng lượng từ cộng danh từ. ví dụ, ý là cái ghế, từ cửa là lượng từ nhé. chưa cửa ý cái ghế này từ nén là năm xia là vài nhé nở xia nén có nghĩa là những năm đó những năm đó là được nhé hoặc là vài năm đó hay là từ khu rửa là cái quần Théo là chiếc lượng từ cho cái quần nhá. cái gì đó dài dài á chỉ théo, khu là mấy chiếc quần mấy cái quần tiếp theo cửa người cưa đi với rắn là người nhá người đó shi, là tha anh ấy ba, -ba bố tha -ba -ba, thì chính là tha tợ -ba, ba bố của anh ấy vì thân thiết á cho nên mình có thể bỏ đi chữ tợ và nói là tha thứ tư là phó từ phó từ chỉ định phó từ phủ định từ này là từ bù là không đọc là pu nó dùng để phủ định cho những cái hành động ở hiện tại tương lai và phủ định cái sự thật ví dụ của tôi không phải là giáo viên hay là từ mấy cũng có nghĩa là không bạn nhá thực ra nó có nghĩa là chưa đấy nó dùng để phủ định cho hành động xảy ra trong cái quá khứ ví dụ tha anh ta mấy chuyện không có đi của là từng mấy truy của có nghĩa là chưa từng đi bảy chiêng là bắc kinh tha mấy truy của bảy chiêng anh ta chưa từng đi bắc kinh tức là cái từ trước đến nay anh ta chưa từng đi phó từ chỉ mức độ thường đứng trước tính từ tức là danh gọi là hình dung từ trong tiếng trung hoặc là động từ tâm lý để bổ nghĩa cho chúng ví dụ từ này là từ hẩn hẩn có nghĩa là rất hoặc là quá Ví dụ, tha cô ấy. Cao xỉng là vui vẻ nhá, là cái tính từ này. Tiếng Trung gọi là hình dung từ. Tha hẳn cao xỉng, cô ấy rất là vui. Từ thải có nghĩa là quá hoặc là lắm. Cấu trúc của nó là thai cộng với cả tính từ và cộng với tư lơ. Ví dụ, quản là muộn nhé. Thai, quản là muộn quá rồi, muộn lắm rồi. Thái hoạn là Phó từ chỉ phạm vi Từ tâu Tâu dịch là đều Ví dụ 我们, chúng tôi Tâu sư đều là nán rấn người Việt Nam Ủa mắn tâu sư Duy rấn Chú ý Chúng ta sẽ có hai cách phủ định với từ tâu này Phủ định tức là mình thêm chữ không á Ví dụ, tâu bù cộng động từ có nghĩa là đều không. Đây là phủ định tất cả những người liên quan, phủ định toàn bộ. À, ví dụ thế này, wǒ chúng tôi tâu đều bù shi, không phải là xuế sở học sinh. Tức là chúng tôi ví dụ có 5 người thì cả 5 người đều không phải là học sinh. Thì đây được gọi là phủ định toàn bộ bạn nhé. Bạn sẽ đặt là tâu bù cộng với cả động từ đây là động từ sử ví dụ bù tâu cộng động từ lúc này bị ngược có nghĩa là không đều là hoặc là không đều gì đó nó phủ định một bộ phận nào đó trong câu thôi bạn nhé ví dụ, dụ我们 chúng tôi bù không tâu sử đều là xế sở học sinh tức là có người là học sinh còn có người thì không phải học sinh có thể là công nhân hoặc có thể là giáo viên hoặc bạn đi chơi với nhau chẳng hạn đi ăn với nhau chẳng hạn bạn chú ý nhé phủ định đây là chỉ để một bộ phận nào đó trong cái của mân này thôi tiếp theo nó kết hợp với phó từ dễ ví dụ dễ cũng tâu đều sẽ cộng với động từ ví dụ tha mẩn bọn họ dễ cũng tâu shi, đều là nà đấn người trung quốc À, người Việt Nam chứ. Duy nạn rấn là người Việt Nam ạ nhé. Tha mẩn, dễ tâu nạn Bọn họ cũng đều là người Việt Nam. Xin lỗi chỗ này mình bị sai một chút nhé. Tiếp theo là liên từ. Liên từ hứa. Hứa dịch là và hoặc là với. Ví dụ, Ủa là tôi, nỉ là bạn. Ủa hứa nỉ, tôi và bạn. Bạn lưu ý nhé, cái liên từ này nó chỉ dùng để nối giữa hai cái danh từ, nối giữa hai chủ ngữ, nối hai động từ đơn. Chứ chúng ta không dùng nó để mà nối giữa hai vế câu. Bạn nhớ nhé, chúng ta không dùng để nối hai vế câu. Thứ sáu là về giới từ. Cấu trúc là chủ ngữ cộng từ trải là ở, cộng với cả tân ngữ chỉ địa điểm, nơi trốn đấy cộng động từ và cộng những thành phần khác. Thì mình sẽ dịch là ai đó, làm gì, ở đâu tức là cái từ ở đâu này mình dịch sau cùng ví dụ tha anh ấy là ở vắng chửa là phòng lì là trong nhé chạy ở trong phòng tầng là đợi nỉ là bạn đọc là tầng nỉ biến điệu thanh ba tầng nỉ đợi bạn anh ấy đang ở trong phòng đợi bạn hoặc là anh ấy đang đợi bạn ở trong phòng tha chạy phán chứa lý tấn lý. tha chạy phán chứa lý tấn lý. Thứ bảy là trợ động từ. Từ khuẩy dịch là biết. Khuẩy. Biết thông qua việc học tập và rèn luyện. Ví dụ. Ủa tôi khuẩy biết. Theo ủ là nhảy múa. Khiêu vũ đấy. Ủa khuẩy theo ủ là tôi biết là thông qua tôi luyện tập tôi rèn luyện mỗi ngày từ tiếp theo nắng nắng là có thể thể hiện khả năng ví dụ nỉ bạn trải bây giờ nắng có thể của lại tới hay là qua đây qua chỗ của tôi mà không nỉ xiên trải nắng của lại mọ 你现在能过来吗？Thầy phủ định của hai trợ động từ này là Huy hoặc là Bú Huy Bú khuê là không biết Từ Bú Nắng là không thể Bạn nhé Bú khuê thì không đọc là Bú Mà đọc là Bú Huy nhé Đây là biến điệu của từ Bú Nó cộng với từ Huy thì biến thành từ Bú Bú “不能” Nắng tiếp theo là trợ từ số 8. trợ từ kết cấu tợ dùng để nối giữa định ngữ và trung tâm ngữ cấu trúc của nó như sau tợ đứng giữa trước đó là định ngữ và sau nó là trung tâm ngữ định ngữ là gì là thành phần bổ nghĩa cho danh từ hoặc là ngữ danh từ tức là cái định nghĩa này này à cái định ngữ này này nó sẽ bổ nghĩa cho cái trung tâm ngữ này này nó dùng để miêu tả và hạn chế cho danh từ nó đứng trước danh từ bạn chú ý nhé nó đứng trước này này nó đứng trước cả chữ tợ luôn ạ tiếp theo trung tâm ngữ này là thành phần đứng sau định ngữ là đối tượng được nhắc đến chính trong cụm danh từ nói chung mình sẽ phải dịch từ trung tâm ngữ này xong rồi dịch đến chữ tợ xong rồi dịch về trường hợp giữa định ngữ và trung tâm ngữ bắt buộc phải có trợ từ kết cấu tợ ví dụ này khi mà danh từ hoặc là đại từ làm định ngữ biểu thị mối quan hệ miêu tả À, hạn chế hoặc là mối quan hệ sở hữu thì phải thêm chữ tợ vào ví dụ của tôi tợ của của tợ là của tôi nhé y phủ là quần áo thì đây là nói đến cái sự sở hữu của tôi với cái quần áo này của tợ y phủ thì mình dịch y phủ trước quần áo của tôi bạn nhớ nhé nhìn đến chữ tợ là bạn phải dịch kiểu đó tiếp theo khi mà cụm tính từ cụm chủ vị làm định ngữ thì mình phải thêm tợ Ví dụ Hẳn là rất Pheo lẻo là xinh đẹp Tợ Chuyến tử, Chuyến tử là cái váy nhé Thì hẳn pheo lẻo là cụm tính từ Bao gồm cái trạng từ hẳn và pheo lẻo là tính từ Thì chúng luôn là một cụm các bạn nhé Một cụm rồi thì mình phải dùng chữ Tợ để kết hợp với cả danh từ đằng sau Dịch là Cái váy rất là đẹp Hay là Ủa là tôi Mãi là mua vậy ủa là chủ ngữ mải mua là động từ tợ là trợ từ kết cấu này tung xỉ là đồ thì mình sẽ dịch cái tung xỉ này trước này đồ đạc mà tôi mua lúc này chứ tợ bạn có thể dịch là mà thay vì dịch là của nhé tiếp theo là trợ từ ngữ khí từ lơ thường đứng ở cuối câu biểu thị ngữ khí khẳng định hoặc là động tác đã xảy ra Ví dụ Tha, anh ta truy đi hoặc là đến Xế xẻo, đến trường Là, rồi Tha truy xế xẻo là Trên ngập từ mo Mo, dịch là không Nó đứng ở cuối câu dùng trong câu hỏi Cái gì mà có chấm 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 hoặc là không Ví dụ Nì, à tha Tha anh ta, 是, là xế học sinh mà. Phải không? Hay là anh ta có phải là học sinh không? Tha sì Tha sì xuế sọng Từ nơ. Nơ. Đứng ở cuối câu giúp câu có thêm uyển chuyển hoặc dùng cho câu hỏi tình lược. Ví dụ. Nị bạn chai nở? Ở đâu nè? Vậy, hoặc là thế. Thì nó sẽ giúp cho câu này nó mềm hơn nhé. Thay vì nói là, Này, chạy nở. Thì thành, Này, nở nè. Bạn nghe cũng thấy nó mềm hơn. Này, nở nè. Số 9 là câu trần thuật. Câu khẳng định. Ví dụ, Mình thiên, ngày mai, SỰ là, Sinh chi yi, là thứ hai. Ủa tôi xǐ thích đọc là wǒ xỉ tha là anh ta. Wǒ xỉ hoan tha tôi thích anh ta. Thiên chỉ là thời tiết hẳn rất rửa nóng thiên chỉ hẳn rửa thời tiết rất là nóng câu phủ định bù là không tha anh ta bù sư không phải là của tờ của tôi cưa cửa anh trai tha bố sư của tờ cửa mấy không là chưa tha cô ấy cô ta mấy truy là chưa đi thân xem điện sư là phim truyền hình tha mấy truy khan ]电视剧. Số 10 là câu nghi vấn từ ma. Chứa sử, đây là nì tợ su, sách của bạn, ma, phải không? Chứa sử, nì tợ su, ma. Nâ. Chứa sử, tôi là lão sư, giáo viên, nì nâ, còn bạn thì sao? 我是老师,你呢? Câu cầu khiến Chỉnh là mời Chỉnh vào Kết hợp Chỉnh chỉn Mời vào Chỉnh chỉn Câu cảm thán Tài. Tài cộng tính từ cộng là Chúng ta vừa học xong Từ phiêu là xinh đẹp Tài phiêu lẻng là Là xinh đẹp quá rồi Quá đẹp rồi 太漂亮了. các câu dạng đặc biệt câu chữ sửtha anh ta sử là 我的, của tôi，同学，của tôi thống xuế, bạn họctha của thống xuế, Anh ta là bạn học của tôi câu chữ hiểu ýỏ là một sinh chi là tuần. Dẫu có chi rư bảy ngày. Ý cỡ sinh chi dẫu chi rư. Mẫu câu sư cái gì đó tợ nó dùng để nhấn mạnh thời gian, địa điểm, đối tượng, cách thức của động tác đã xảy ra trong quá khứ. Nói chung nó dùng để nhấn mạnh bạn ạ. Ví dụ thế này. Nhấn mạnh thời gian nhé. Tôi, sư, là, Chúa thiên hôm qua là khuấy lái ta. quay trở về ý muốn nói là uh, tôi về từ hôm qua thì cái từ sư tả này nó nhấn mạnh cái thời gian nhé là hôm qua Wa nhấn mạnh về địa điểm chưa shi, đây là 在, ở Beijing, bắc kinh mua tức là đây là đồ mua ở bắc kinh ấy cái chữ đồ này từ tung sĩ này nó bị tỉnh lược đi bạn nhé thì mình hiểu là cái này này đây này là mua ở Bắc Kinh đấy nhấn mạnh cái địa điểm Bắc Kinh nhấn mạnh về phương thức tho shi anh ta là gì đấy khai chưa là lái xe ô tô lái ta đến tức là anh ta lái xe đến đây nhấn mạnh cái việc hành động lái xe, cách thức lái xe của anh ta cách thức anh ta đến nhé thứ 14 là trạng thái của hành động Trai cái gì đó cộng từ nó. No, biểu thị hành động đang tiếp diễn từ trải kết hợp với cả trợ từ ngữ khí n. No. ví dụ tham bọn họ trải là đang xuế xí n no, đang học mà Tham ở đây thì uh, tham là bọn họ có thể là tất cả là con trai hoặc là ít nhất là có một người con trai trong cái nhóm này nhá thì dùng từ tham nam này với từ mân Tham mèn trải xuế xí nào. Bọn họ đang học bài. À, thưa các bạn, vừa rồi mình đã đi hết cái phần ngữ pháp của HLK 1. Thì nếu mà được ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp những hK sau bạn nhé. Để hỗ trợ các bạn học. Nếu các bạn có cái nhận xét gì thì hãy comment ở phía dưới nhé. Để giúp cho mình có thêm động lực và hiểu xem là các bạn cần gì, muốn gì. Để mình có thể hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.